chợ đầu mối nông sản Thủ Đức á, sáng thứ sáu á, ngày 15. Hello, xin chào quý vị. Phương xin chúc quý vị ngày mới gặp nhiều may mắn, luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán trái cây tại chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Chợ ở đây á, nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tân Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nhân thái hàng lần một ký, cái sữa lò vẹn á 20.000 một ký, đó là 30.000 một ký. Đây họ có đồ cuốn út 15.000 một ký. Một cái đó là 20.000 một ký. Cái đường 25.000 một ký. Áo đá này 20.000 một ký. Mấy vật xìm á, này có 25.000 một ký. Củ dừa xanh á, 3 trái 100. 3 trái 100, 4 trái 100. Trái nhìn cũng khá bự nha. Đây là cam Mỹ. Cam Mỹ có 10.000 một ký. Các bí thò không dọn ngọt các 15.000 ký. Trăm Mỹ 25.000 ký. Ở đây là khu vực trên bán xỉ trái cây cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ từ 4 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Buổi chiều họ nghỉ, họ không có bán nha. Cầu dài thái 35.000 ký. Rồi 20.000 ký. Dây tay 50.000 một hộp. Hộp này khoảng nửa ký. Nho 70.000 ký. Cái loài 30.000 ký này, nho này 30.000 ký chắc nó bị giặt rồi. Canh canh á 25.000 ký. Canh là cái trái đồ đỏ, là canh canh. Đủ quá, đủ 10.000 ký. Cái cục xiêm này á, cái trái đường ngon lắm luôn, là 35.000 ha. Đây giảm giá rất nhiều nữa. Cái cầu dài á 25.000 ký. Lê đường 25.000 một ký. Cam canh là cái trái màu đỏ nha, 20.000 một ký. Hầm rất là nhiều luôn, có 2.000 ký. Đá đá 25.000 một ký. Giò 40.000 một ký. 40.000 là cái loại nó bị dập á. Tay 6.000 ký. Rồi kết thúc với tổng cộng 15.000 ký. Rồi ngón tay 80.000 ký. Rồi thái 10.000 ký. Rồi keo cũng 10.000 ký luôn. Những quý vị nào khi xem video mà chưa đăng ký kênh á, thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh để mỗi khi Phương ra video mới á, quý vị sẽ nhìn thấy video của Phương nha. Và nhớ nhấn nút like video của Phương á, và nhấn nút chia sẻ video của Phương lên mạng xã hội á, để ủng hộ Phương, để ủng hộ cộng đồng. Để Phương có động lực, Phương thường xuyên Phương đi quay video ở đây á, và Phương sẽ chia sẻ giá trái cây rau quả ở đây để quý vị biết giá nha. Cậu này về chợ rất là nhiều luôn, 25-30 ngàn, 35 ngàn ký được cái loại lụa thái, ba trái củ 20, ba trái 20 luôn, lụa 8.000 ký, ba
ở đây á, thì quý vị mua 1 kg cũng được tính giá xỉ nha, và 1 kg trở lên họ mới bán, họ không bán dưới 1 kg nha. Giá xỉ ở đây á, thì rẻ hơn chợ lẻ rất là nhiều luôn. Đây cái sen 30.000 một ký. Không có lại trái đỏ, màu đỏ đỏ. Cái đỏ thì họ không có đề giá. Cái màu trắng thì 30.000 một ký. Những kiosk ở trong chợ họ bán vào ban đêm á, thì ban đêm chợ họp thì lúc 19 giờ tới khoảng 5-6 giờ sáng thì chợ nghỉ nha. Cũng có một số sạp á, họ họp tới khoảng 9-10 giờ thì họ nghỉ. Thanh long ruột trắng á, từ 15 tới 20.000 một ký. Bích đường 20.000 ký, bích đường Việt Nam. Dưa lê 20.000 một ký. Có thịt xiên 35.000 một ký. Dưa lưới 10.000 trái đến 15.000 trái. Cái 15.000 hơn ký. Mỹ 15.000 ký. Cái Mỹ này chắc trồng ở nơi khác chứ thì trồng ở Mỹ nha. Ăn miền Tây không phải. Thảo đá 20.000 ký. Ngay à, mặn đá 15.000 ký. Mít thái 7.000 ký. Mặn ăn cuốn cái này à, cũng rồi đó, dẹ rồi đó, có 20.000 ký. Cái sữa đồ đèn 30.000 ký, thì cũng vô mùa ha. Cái loại trái đồ đỏ với sữa đồ đèn nó 20.000 ký. Thanh long vịt cá 10.000 ký. Chỉ như xanh bánh xe 15.000 ký. Thanh long vịt đỏ 20.000 ký. Trái 50. Lòng trái 50. Đưa em trái. Đây có thằng lòng được mở 15.000 ký. Cái thầu dài 25.000 ký. Cái sữa hôm nay về chợ khá là nhiều, đang sắp vô mùa, sắp rổ, nó rẻ 25-30.000 ký. Cái khoảng tháng nữa thì nó vô mùa nó rổ. Mò đá 25.000 ký. Ra đường ha. Thầu dò cũng được ký luôn. Cái loại táo bùi mùi này 35.000 ký. Loại ngon á, 10.000 ký. Cốc thái 10.000 ký. Cái seri á, 15.000 ký luôn. Rồi cá chua 25.000 một ký. Cá mô 25.000 một ký. Ở đây thì có dưa lê 13.000 ký luôn. Mặn sữa 15.000 ký mặn sữa. Cái thái 20.000 ký.
tôi bị bơ 5.000 tỷ bơ này hết mùa này. Trái mùa mắc lắm các bạn, sao bơ chín á 20.000 một ký, có loại 23.000 một ký luôn. Hỏi nha, hỏi chân châu ruột đỏ 20.000 một ký, hỏi ruby 22.000 một ký, hỏi nước vàng 20.000 một ký, hỏi đài loan 15.000 một ký. Đây thì có bơ chín, 19 25.000 một ký. Bằng ngọt 15.000 ký. Cái rồi đèn 30.000 ký. Hồi từ 15 đến 17 20.000 ký thì có loại nha. Hồi thì có nhiều loại. Ruby nè, ruby 22.000, Đà Loan 17.000, Vũ Hoàng 20.000. Mặn này khá rẻ rồi, rất nhiều mặn luôn ha. 15-20.000 ký là mặn ngon rồi. Này là đang vô mùa mặn với mùa với sữa, cái cây Việt Nam nha, cái đường cái cây Việt Nam là cái Thái này. Thanh Long 15.000 ký, chưa bao giờ thấy Thanh Long vừa trời như bữa nay á. Cái này là số Thanh Long á, nhìn rất là nhiều. Cam Thành miền Tây hôm nay có 5.000 một ký luôn, rất là rẻ luôn nè. Thì có loại 6.000, 7.000, có loại 8.000. 8.000 là loại ngon dữ lắm luôn, cái trái nó bự mà cái ruột nó đỏ ao ha, mà nước rất là nhiều luôn, mọng nước lắm luôn á, rất là ngon nè. 6.000 nhìn cái trái cũng khá là ngon rồi, trái bự mà nó đỏ ha, sẽ đô nó đỏ ngon. Chỗ này họ bán 5.000 nè, một rổ gì là một khoảng 10 ký á, 50.000 á, 5.000 ký, rẻ dữ lắm luôn. Ở dưới miền Tây mà cái loại cam ngon nhất á, có 1.500-2.000 ký, còn mấy cái loại cam mà nó không được ngon á thì như có 1.000 ký, mà trong khi á, cái tiền thu hoạch 1 ký cũng hết 1.000 thành công rồi đó. Cho nhiều người họ nản, họ bỏ luôn, họ không có thu hoạch luôn, để cho nó rụt, nó chín đầy vườn, nó rụt, nó rớt xuống mấy cái kênh, mấy cái rạch luôn á. Ở Đà Lạt 20.000 ký lá chuông, rồng này có 15.000 ký, rất là rẻ luôn. Đầu cô ve 15.000 ký, bí lụ 25.000 ký, bí lụ ngon không không số gì ơi. Cứ hào 10.000 ký, hỏi 10.000 ký, em biết tôi cũng 10.000 ký. À, lấy cho một cái ký đầu rồng đi chị, 15.000 ký. Chị lấy ở dưới, đừng ở chỗ, đừng ở xịt nước. Tại vì về nhà để lâu quá. Video này Phương quay vào ngày 15 tháng 12 năm 2023. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video của Phương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo.